Xin chào các bạn. Hôm nay mình dẫn các bạn đi chơi nha. Và từ xa mình gặp bạn Bảo Ngọc nè. Đúng, Bảo Ngọc. Xin chào chị Bảo Ngọc. Bảo Ngọc chào các bạn đi. Chào các bạn. Cái này con cầm là cái gì đây? Con gà kêu phải không? Bữa nay là Bảo Ngọc cùng với lại bạn gà dẫn mấy bạn đi giải cứu mấy chiếc xe bị ngập nước nha. Rồi Bảo Ngọc dẫn đường đi. Rồi lẹ vô luôn rồi. Wow, có nhiều bạn xe thì bạn khủng long mà bị ngập nước trong cái thau này nha. Rồi bây giờ mình giải cứu đi. Wow, ở phía sau này có một cái chiếc xe tải nè bạn ơi. Bíp 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 vô nghe. Xe tải bây giờ mình sẽ giải cứu những bạn đang bị ngập nước trong cái thau này nha. Rồi chị Bảo Ngọc đâu? Chị Bảo Ngọc ơi. Chị Bảo Ngọc. Chị Bảo Ngọc. Bây giờ giải cứu từng bạn xe nha. Bây giờ mình để lên cái chiếc xe tải này mình chở đi nha. Rồi chị Bảo Ngọc giải cứu từng bạn đi. Mình để chiếc xe tải này ở ngoài thôi. Rồi wow, có một bạn rùa nha. Có một bạn rùa đang bị ngập nước luôn nha. Bây giờ lấy chở bạn rùa này đi lên bờ luôn. Chở bạn rùa đi lên bờ luôn. Để lên xe tải chở đi. Đây có một bạn xe ô tô nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Chị Bảo Ngọc để bạn xe vô lên xe tải chở đi luôn. Lên xe tải này. Lên xe tải chở đi luôn. Chở lên xe tải đi. Để đây nè. Đó. Rồi bây giờ mình lấy xe khác nữa. Có nhiều xe quá nha. Có nhiều xe bị ngập nước quá nha. Để bạn gà này lên đi luôn. Rồi bạn gà này bạn gà này giờ đang bị ngập nước rồi, uống nước đầy bụng rồi nè. Bạn gà này bị đó bạn gà bị ngập, bị uống nước đầy bụng rồi nè, xịt nước luôn nè đó. Để bạn gà lên. Để bạn gà lên đây đi con. Để bạn gà lên đây chị Bảo Ngọc ơi. Chị Bảo Ngọc. Để bạn gà lên trên xe tải nè. Để lên. Để lên xe tải đi. Rồi bây giờ tiếp theo giải cứu mấy bạn xe này luôn nha. Chở mấy bạn xe này đi về luôn nha. Ngập nước rồi chạy xe không được, mình phải vớt cái bạn này ra ngoài mới được nha. Để lên, để lên, để lên đây, để lên luôn. Rồi bây giờ để lên một bạn xe màu cam này, để lên luôn nha. Ba cái xe này để lên đi. Rồi đây ơi, mình đi một chuyến trước đi nha. Đi một chuyến chở đây trước đi nghe. Tiến. Rồi đã tới nơi rồi. Mình để mấy bạn xe này vô trong cái xe, đem đi phơi nắng chạy mới được nha. Mà hai bạn xe nè. Đó, có một bạn xe màu cam để vô đây luôn. Bạn gà này cũng đang bị ngập nước luôn. Đó. Một bạn rùa. Chở bạn rùa này đi về nhà luôn. Để lên trên xe luôn. Rồi mình quay lại thôi. Bạn xe tải quay lại chở chị Bảo Ngọc giải cứu tiếp những bạn xe còn lại nha. Đi thôi. Rồi chị Bảo Ngọc ơi. Chị Bảo Ngọc. Chị Bảo Ngọc. Chị Bảo Ngọc giải cứu những bạn khủng long đi nào. Một bạn khủng long màu xanh. Khủng long bay nha. Rồi tiếp theo một bạn gì đây? Một bạn khủng long trên cái lưng có nhiều gai quá, cũng màu xanh luôn. Để vô giải cứu bạn khủng long này nha. Khủng long bự. Rồi tiếp theo giải cứu những bạn gì nữa? Đây khủng long này, khủng long bạo chúa đây. Chị Bảo Ngọc ơi, em ngập. Em ngập nước lạnh quá chị Bảo Ngọc ơi. Chị Bảo Ngọc cứu em đi nào. Để bao chạy một bạn khủng long lên xe tải chở đi nữa nha. Rồi một bạn khủng long màu xanh nha. Rồi đúng rồi, các bạn qua giải cứu bạn đi. Để lên xe tải luôn nè. Rồi để lên xe tải luôn nha. Khủng long bị thương rồi. Rồi khủng long bị thương rồi. Khủng long lạnh quá. Có một cây kem đang nổi luôn nha. Cho khủng long ăn kem luôn. Rồi giải cứu hai bạn luôn. Một bạn khủng long và một bạn kem để vô đây luôn. Bạn ăn quá kem quá chị sẽ bị nóng đâu. Rồi để lên đây. Để lên đây đi nào. Rồi bây giờ mình coi trong đây còn gì nữa. Wow, có một bạn xe cần cẩu nha. Xe cần cẩu hình poly nha. Bạn này cũng bị ngập nước luôn rồi. Bây giờ chị Bảo Ngọc phải giải cứu bạn thôi. Đem lên xe tải luôn. Quá chừng rồi, vớt ra đi, vớt bạn xe cẩu này ra đi, để lên xe tải này nè. Rồi có con cá nữa nghe, con cá bự nghe, cá bự ngập nước luôn hả? Cá bự ngập nước luôn hả? Bây giờ mình vớt cá này lên luôn nghe, vớt cá lên nha, để lên xe tải luôn. Rồi đây xe rồi. Rồi bây giờ là xe bạn xe tải này sẽ chở những bạn này đi lại đây nghe, để những bạn này lên cái xẻ phơi khô nghe. Dừng lại, để một bạn cá lên, để tiếp một bạn xe cẩu hình bu ly lên luôn nha. Thẹn mà phải phơi nắng bạn thôi, mình chạy mới được. Đây là bạn khủng long nhỏ nè, nhìn dễ thương quá, để lên bạn đây luôn. Rồi đây là một bạn khủng long bạo chúa nha, để lên đây luôn. Rồi khủng long xanh cái đầu có sừng nè, khủng long sừng nè, để lên đây luôn. Một bạn khủng long bay. Rồi bây giờ quay xe lại thôi. Có đoạn xe tải nè, xe tải này cũng bị ngập nước luôn rồi, hiện giờ chạy không được rồi, phải cứu bạn xe tải này thôi, để lên trên xe và tải thùng này. Rồi bà chị Bảo Ngọc vừa để một bé xe bu ly nhỏ, xe tải nhỏ lên nữa nghe, để lên luôn. Rồi xe này là xe gì đây? Xe múc này phải không? Xe múc ngập nước nhiều quá, để lên luôn. Đây que kem để lên luôn. Rồi quá nhiều khủng long rồi nè, khủng long bị chìm dưới nước luôn rồi nè. Bây giờ Bảo Ngọc cứu mấy bạn khủng long này lên đi. Nó chết rồi. Vừa thì phải dễ cứu bạn khủng long đi, để lên. Rồi lụm hết những bạn khủng long này luôn đi. Rồi để lên khủng long bà Thận, khủng long bé Ngọc, khủng long gì nữa? Rồi để thôi các bạn khủng long bị bệnh nha, lụm lên. Hết chưa? Còn gì nữa không? Chưa hết hả? Rồi đây xe rồi, bây giờ quay xe lại chở mấy bạn này đi lại cho chung cái xe này thôi. Bây giờ bé xe tải đi trước nha, chị Bảo Ngọc ở lại đây đi nha. Tới chỗ rồi thắng lợi. Rồi để bạn cá này lên đây phơi nắng luôn nha. Rồi cho bạn xe tải này lên đây luôn nha, bạn xe múc bu ly cho lên đây luôn. Một que kem, một bạn khủng long để lên đây. Wow, quá nhiều khủng long luôn, cho mấy bạn này lên đây nằm nghỉ mệt đi, quá ngập nước rồi. Rồi một bạn xe tải nhỏ bu ly hãy lên đây luôn. Nhìn đỡ quá đi hả? Bạn bị cảm rồi đúng không? Vậy là mình chào bác sĩ thôi. Chào bác sĩ, mình có ngậm nướng nhiều quá mình nổi. Kêu bác sĩ chích thuốc cho bạn xe này ha. Bác sĩ chích thuốc vô này. Chích thuốc cho bạn xe đó ha. Chích thuốc cho bạn xe đó đi, bạn xe đó bị ngập nước, bạn xe đó bị cảm rồi. Rồi còn bạn xe nào bị cảm nữa không? Không có hả? Chị Bảo Ngọc ơi, chị Bảo Ngọc em ngập nước lạnh quá. Chị Bảo Ngọc đang đi đâu đó? Chị Bảo Ngọc thì nhận nước mấy bạn nữa rồi. Có một chiếc xe hơi. Xe hơi. Xe hơi chạy đua. Chạy đua mà chạy vô thao nước luôn à hả? Rồi bây giờ mình vớt mấy bạn xe này ra đi. Mình nên đi phơi nắng đi. Cho mấy bạn này khô đi. Rồi bây giờ bạn có hãy được. Được chưa? Uống nước nữa hả? Bưng nguyên xệ lên luôn. Ổi đây hết luôn. Ổi đây hết luôn. Rồi cho mấy bạn này ngập nước luôn nha. Rồi chị Bảo Ngọc này tắm cho mấy bạn luôn nha. cơm gạo, gà bị ngập nước rồi, chưa đâu có được đâu. Chị Bảo Ngọc ơi, chị Bảo Ngọc ơi. Rồi, chào Bảo Ngọc, chào các bạn đi con. Chào các bạn, kết thúc clip đi con. Bye bye. Chào các bạn. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh Bảo Ngọc ủng hộ nha.